Bích kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin quan trọng, tiếng nói cử tri. Trong phần 2 là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, với Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng tối nay. <laughs> Campuchia chỉ trích báo cáo về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc là tin giả. Các quan chức Campuchia hôm thứ năm đã phủ nhận nước này có kế hoạch cho phép quân đội Trung Quốc hiện diện trên đất của họ nói rằng các báo cáo gần đây của nước ngoài về các cơ sở quân sự là nhằm gây bất hòa trong khu vực. Tất cả những mẫu tin tức này là giả, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trump Sochit nói trong một cuộc họp báo kéo dài gần 2 giờ. Từ lâu đã có những khẳng định rằng Bắc Kinh thiết kế một căn cứ quân sự ở Campuchia. Đồng minh thân cận nhất của họ trong khối hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và là bên nhận hàng tỷ Mỹ-Kim đầu tư vào sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, theo Nikkei. Tờ Quang Trish Journal đã báo cáo có một thỏa thuận bí mật giữa Campuchia và Trung Quốc cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Dream của Campuchia trong 30 năm. Triều Tiên thử hỏa tiễn phái viên hủy chiến đi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Triều Tiên đã bắn thử nghiệm hai hỏa tiễn tầm ngắn vào thứ Năm. Đây là lần bắn thử đầu tiên kể từ tháng trước khi lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân bị đình trệ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động không có lợi để giảm bớt căng thẳng và nói rằng các cuộc thử nghiệm đặt ra một mối đe dọa quân sự. Hai hỏa tiễn thử nghiệm của Bắc Hàn phóng từ phía đông thành phố, bờ biển Quang Sang, lần lượt bay khoảng 430 km và 690 km trên biển đều đạt độ cao 50 km. Quan chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong Ho đã dự trù gặp nhau bên lề một diễn đàn an ninh Đông Nam Á tại Bangkok vào tuần tới. Nhưng một nguồn tin ngoại giao nói hôm thứ Năm, ông Ri đã hủy bỏ chuyến đi của mình. Nga chuyển giao hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 thứ hai cho Trung Quốc. Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa, đánh chặn S-400 tối tân nhất của Nga. Do Nga sản xuất dành cho Trung Quốc, theo The Diplomat, có ít nhất 3 tàu vận chuyển thiết bị trong một thời gian ngắn. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24 tháng 7 dẫn nguồn tin cho biết một tàu vận tải chở lô vũ khí đầu tiên thuộc trung đoàn S-400 thứ hai cung cấp cho Trung Quốc đã khởi hành từ cảng US Luga bên bờ biển Baltic sớm hơn nhiều tháng so với hợp đồng. Diễn biến này theo sau cuộc tập trận tuần tra không quân tầm xa đầu tiên giữa các máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc trên biển Hoa Đông và biển Nhật Bản hôm 23 tháng 7, khiến năm hàng bắn cảnh cáo hàng trăm loạt đạn. Trung Quốc đã ký hợp đồng trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ Kim vào năm 2014 cho hai hệ thống S-400 thứ nhất, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đổi không tiên tiến nhất của Nga. Trước đó, Nga đã giao hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ với đơn hàng tương tự, cũng sớm vài tháng so với hợp đồng. Tanzania cấp phép cho các công ty Trung Quốc xây dựng nhà máy lọc vàng. Tanzania nói trong hôm 24 tháng 7, họ đã trao cấp giấy phép xây dựng một lò luyện khoáng và hai nhà máy lọc vàng cho các công ty Trung Quốc như một phần nỗ lực của chính phủ nhằm tạo thêm thu nhập từ ngành công nghiệp khai khoáng quốc gia. Bộ trưởng khai khoáng Doto Paiko cho biết các công ty Trung Quốc cũng sẽ sớm được cấp phép khai thác mỏ. Mỗi công ty được yêu cầu đầu tư trị giá hơn 100 triệu Mỹ Kim. Thành gia đã thu được 130 triệu Mỹ Kim doanh thu khai khoáng trong năm tài chánh 2017 đến 2018 và tiến tới mục tiêu thu được 204 triệu Mỹ Kim trong năm tài chánh 2019-2020. Chính phủ Tanzania cho biết họ đã thành lập 28 trung tâm giao dịch khoáng sản kể từ tháng 3 để cải thiện nguồn thu ngân sách từ các công ty khai thác quy mô nhỏ. Facebook xóa các tài khoản giả từ Thái Lan, Nga, Ukraine và Honduras. Hôm thứ Năm, Facebook đã xóa hơn 1.800 tài khoản cá nhân và các trang fanpage từ Thái Lan, Nga, Ukraine và Honduras. Đây là việc làm mới nhất của họ nhằm chống lại tuyên truyền lừa đảo chính trị và các hành vi lạm dụng dịch vụ của họ. Tổng cộng có 294 tài sản, 1509 trang, 32 nhóm đã bị gỡ xuống ở bộ quốc gia này vì điều mà công ty gọi là hành vi điều phối không trung thực. Quyết định này của Facebook được thực hiện sau khi bị chính phủ và các nhóm quyền căn bản trên thế giới chỉ trích vì không phát triển công cụ đủ nhanh để chống lại các hoạt động tuyên truyền và nội dung cực đoan. Facebook cho biết Tính đến thời điểm này trong năm 2019, họ đã tiến hành gần 30 cuộc điều tra tài khoản giả và hành vi điều phối không trung thực trên toàn cầu, nhiều hơn khoảng 20 vụ trong cả năm 2018.